anh à, em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương đó là lực lượng thông thiên thì báo cáo với anh em là mấy ngày nay mình đang test chuyện và lần đầu tiên gọi là tự thử thách bản thân mình đó là test nhiều chuyện cùng lúc chứ không test một chuyện lần lượt như ngày trước tức là mình tự đặt ra cho mình một cái quy tắc tức là tôi test cái chuyện này cho đến khi nào mà tôi chịu không nổi tôi đi vệ sinh đi đái thì tôi sẽ đổi sang chuyện khác và cứ như vậy lặp đi lặp lại và mấy chuyện này cái đoạn đầu nó đều cuốn cả anh em ạ tôi đọc đến nỗi mà cái chuyên nước chè tôi tu đến mút mãi cũng không ra được một tí nước chè nào luôn à, lúc ấy lười lắm phải chạy xuống pha chè test hôm đéo nó cũng đến gần sáng luôn xong bắt đầu dạy cho con đi học để cuốn vậy đấy nói chung chuyện nào cũng cuốn nhưng mà mình chỉ sợ cái đoạn đầu nó cuốn đoạn sau nó không cuốn nhưng mà tôi tôi thì muốn xem đến cái ngã rẽ của nhân vật xem nó như nào cái chuyện hậu tận thế thì nó viết khá là chắc cái giọng văn của nhĩ căn thì trước này là không có gì để mà nghi ngờ cả nhưng mà cái này nó hơi thiếu đi cái phần hài hước tại vì mình nghe hai cái phần nhất niệm vĩnh hằng với cả tam thốn nhân gian của nhĩ căn thì nó quá là hài hước rồi tự nhiên lại vào nó kiểu nó 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 nó, nó, nó bị nghiêm túc quá ấy, nó bị chặt chẽ quá ấy. đâm ra là mình sợ là nhiều anh em không thích cho nên mình phải test thêm để xem nó có những cái lôi cuốn khác không ví dụ những lôi cuốn về sự phát triển của nhân vật các kiểu các kiểu Ê, thì quay trở lại với series uh, cực phẩm toàn năng cao thủ thì ở phần trước đấy là uh, Hạ Thiên của chúng ta đã lợi dụng hai cái tên uh, Mạo Sơn lão quái cũng như là 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 là, là cái tên uh, Thân Vương Triều Tiên kia đánh nhau với thằng da đen của Mỹ thì là hắn đã lẩn vào bên trong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé Giờ đã Sau khi tiến vào màn sáng, Hạ Thiên cảm giác cái dây chuyển trước ngực giống như muốn kéo mình đi theo hà thiên chỉ có thể mở tốc độ nhanh nhất mà xông về phía trước ồ đến đây thì hắn phát hiện là thung thiên toàn quyền ẩn trong dây chuyền vậy mà lại bất động an tĩnh lại thời điểm khi mà hắn ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ra có hai pho tượng ở trong vách tường trong đó thì có một pho tượng dùng khí thế hùng hổ trên người tản mát ra khí tức của vương giả mà bên ngoài thì có một pho tượng khác đi theo ba đầu thần thú một con phượng hoàng một con kỳ lân và một con rồng và hai pho tượng này ở phía đối nghịch với nhau. Vòn vẹn chỉ là pho tượng thôi mà đã làm cho Hạ Thiên có một loại cảm giác đó là mình không cách nào nhìn thẳng. Đang... Đúng lúc này thì sợi dây chuyền trên cổ Hạ Thiên bị giật đứt. Thông thiên tàn quyền trực tiếp là bung ra khỏi hạt châu bay ra, sau đó rơi vào phía dưới người của pho tượng vương giả. Cả bốn cái thông thiên tàn quyển như bốn cái ngọc giản ghim vào trên vách tường. Không tốt, thông thiên tàn quyển của ta. Sắc mặt Hạ Thiên lập tức biến đổi, hắn lao tới muốn đoạt lại thông thiên tàn quyển của mình thế nhưng lúc này thông thiên tàn quyển đã bị khảm nạm vào trong vách đá nó giống như là à, một kiện bảo bối có sẵn của thông thiên động ngoài động vậy không có nó thì hạ thiên sẽ không cách nào tiến vào nội động oanh một tiếng hắn đấm mạnh một cú vào trên vách đá nhưng tảng đá lại không có chút phản ứng nào đáng chết hà thiên trong nháy mắt xuất ra kim đao hắn muốn lợi dụng kim đao để đem à, tàn quyển móc ra mà kim đao của hắn trước nay vẫn là phi thường phi thường sắc bén oanh một tiếng kim đao trực tiếp đâm vào trên thạch bích tư hỏa hoa trên vách đá văng ra khắp nơi không được xong hà thiên câu hỏi nhìn kỹ lại cái gì mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn lên vách đá hắn vậy mà không có thành công kim đao của hắn vậy mà thất thủ đây quả thực là một điều bất khả tư nghị hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim đao thất thủ như vậy đây không phải là vách đá đá làm sao có thể kiên cố như vậy được hạ thiên lúc này mới cẩn thận quan sát vách đá từ khi hắn sử dụng kim đao cho đến nay thì không có đồ vật nào mà kim đao không cắt được vậy mà bây giờ coi như là kim đao chỉ cũng thể lưu lại dấu vết nhàn nhạt, nhạt trên bề mặt mà thôi oanh một tiếng lúc này có một cỗ đại lực cuốn hạ thiên bay ngược ra ngoài tên của ta là trưởng khống chấp trưởng thông thiên người hữu duyên nhưng phải có lực lượng thông thiên Người họ lưu tiến đến động này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này trong pho tượng tự nhiên vang lên một câu nói như vậy. Lực lượng thông thiên, họ lưu, trưởng khống, đầy rốt cuộc là cái thổ tả gì? Hà Thiên lúc này triệt để muốn hôn mê rồi, cũng may là hắn không mang họ lưu. Bất quá, theo hắn suy đoán, người trưởng khống này khẳng định có thù với người họ lưu. Nói không chừng họ lưu chính là pho tượng đối diện kia. Shiu một tiếng, không đợi Hạ Thiên kịp phản ứng gì cả thì có một đạo lực lượng màu đen bắn vào cơ thể hắn. Thứ gì? Hạ Thiên lập tức giật nảy mình, oanh một tiếng. Lúc này, đạo lực lượng màu đen tiến vào trong đan điển quán. Cùng lúc thì nó đem đan điển của Hạ Thiên trực tiếp bạo tạc ra, nội lực quán trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đan điển liền biến thành hỗn loạn. Đáng chết, nội lực của ta. Cả người Hạ Thiên đều muốn hôn mê, hắn không có nghĩ tới nội lực mình tích tụ bao lâu nay, vậy mà lại toàn bộ biến mất. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong lưu tình lệ bắt đầu tràn vào tứ trí bách hải. ầm uhm trong nháy mắt Hạ Thiên cảm giác được là loại lực lượng ở trong đan điền của mình bắt đầu hội tụ lại với nhau mà đan điền có nhiều thêm một loại cảm giác khó hiểu đây là cảm giác gì vì cái gì đan điền bạo tạc mà lại không khó chịu chút nào phúc cuối cùng có lực lượng kia lại nhanh chóng ngưng tụ vào với nhau cuối cùng nó phẳng phất như biến thành một cây cột cao cỡ chừng một đốt ngón tay dừng lại trong khu vực trước là đan điền của Hạ Thiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hạ Thiên đã hoàn toàn hôn mê rồi cả người hắn giống như là một con rối gỗ bị người ta nắm mũi dắt đi không cần hắn làm gì cả thì cỗ lực lượng thông thiên kia đã hoàn thành toàn bộ sự tình a à, ta ta đột phá hà thiên đột nhiên phát hiện ra một sự tình để choán phải cao hứng đó chính là hắn đã đột phá vào địa cấp trải qua thời gian lâu như vậy biến hóa dần dần rốt cuộc thì hắn cũng đột phá tới địa cấp ha <laughs> cũng không phải là cái gì cũng xấu trên mặt hạ thiên lập tức lá lên vẻ vui mừng Hắn không nghĩ tới mình cứ như vậy mà đột phá, một cỗ cảm giác vui sướng đập vào mặt. Hắn nhìn thoáng qua thông thiên toàn quyển đã bị khảm nạm vào vách đá mà bất đắc dĩ lắc đầu. Thông thiên toàn quyển thì không mang đi được rồi. Bất quá hắn không thể dừng lại ở đây tiếp tục nữa. Hắn luôn cảm giác nơi này có cái gì đó quái lạ. Mà cái người gọi là người trưởng khống kia thì hình như cũng không phải là người tốt lành gì. Cũng nên đi ra thôi. Hà Thiên trực tiếp từ trong màn sáng đi ra. Màn sáng này nó tựa như một cái chuyển tống môn vậy sau khi mà hạ thiên đi ra thêm màn sáng liền vĩnh viễn phòng bế lại rồi biến mất ầm một tiếng lúc hạ thiên đi ra thì ba tên cao thủ địa cấp đại viên mãn vẫn còn đang đánh nhau mà hạ thiên thì lặng lẽ từng chút một xe lẻn ra ngoài khi hắn thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của những người này thì trực tiếp là cun cút chạy ra thời điểm ra ngoài không được bao xa liền nghe phía sau có tiếng mắng chửi đáng chết là chuyện gì xảy ra vì cái gì ở đây không có báu vật người phát ra âm thanh này chính là mao sơn lão tổ Hắn cùng với thân vương Triều Tiên phế đi bao nhiêu khí lực như vậy mới giết hết những mà thú khát máu này. Về sau còn phải liên thủ đem cao thủ Mỹ Đen đánh bại. Thế nhưng kết quả lại chẳng có bảo tàng gì cả. Điều này để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đồ đần đương nhiên là không có. Bảo tàng là lực lượng thông thiên. Hiện tại đã bị ta cầm đi rồi. Hà Thiên lẩm bẩm một câu. Bất quán cảm giác là phi thường chưa hết giận bởi vì mất đi bốn cái thông thiên tàn quyển, Thế là trực tiếp đứng ở tại chỗ dồn khí đen điền mà quát lớn. Mao Sơn lão quái, cảm ơn các ngươi đã giúp ta đem quái vật đều thu thập, bảo vật ta xin nhá. Âm thanh của Hạ Thiên rất lớn, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới là mình có thể phát ra thanh lớn như vậy. Hiển nhiên đây là chỗ tốt sau khi thực lực tăng lên. Hắn biết được Mao Sơn lão tổ nhất định có thể nghe được lời hắn nói, mà cũng có thể đoán ra được hắn là ai. Lúc này, Mao Sơn lão tổ còn đang nổi giận thì nghe được liền ngây ngẩn cả người. Triều Tiên thân vương cũng ngây ngốc, hai người họ nhìn nhau đồng thời quát, Hạ Thiên, không sai bọn hắn rốt cuộc đã minh bạch vì cái gì nơi đây không có bảo vật là hạ thiên vừa rồi hạ thiên thêm ở thừa dịp hai người bọn họ liên thủ đối phó với cao thủ mỹ quốc mà đem bảo vật trộm đi đáng ghét hạ thiên đã nhất định đàm người chắm thành muôn mảnh mao sơn pháp lão tổ phẫn nộ gào to hắn không nghĩ tới mình lại một lần nữa bị hạ thiên ám toán hắn đường đường là cao thủ địa cấp đại viên mãn vậy mà liên tiếp nhiều lần là ngất ở trên tay hạ thiên Điều này khiến hắn cảm giác là có một loại sỉ nhục không cách nào hình dung cứ đập buông bốp vào mặt. Lúc này thì Hạ Thiên sớm đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Hử, Hạ Thiên, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Ở trong đám người, ánh mắt của tưởng thiên thư lộ vẻ lạnh lẽo. Hắn vừa rồi cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Càng không có nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể đem bảo bối cướp đi. Văn nhã, người đánh giết Hạ Thiên tỷ lệ là bao nhiêu? Chỉ cần ta có thể cách hắn trong vòng 50 mét thì có 80% cơ hội trong vòng 30 mét là 90%, còn trong vòng 10 mét là 100% tất sát. Văn nhà A mở miệng thản nhiên nói. Cao thủ địa cấp đại viên mãn của Mỹ, sau khi bị Mao Sơn Lão Tổ và Thân Vương Triều Tiên liên thủ đánh bại thì vô cùng không cam lòng. Bất quá hắn cũng không lo lắng về tính mạng, bởi vì Mao Sơn Lão Tổ và Thân Vương Triều Tiên cũng không có dự định liều mạng với hắn. Vì lẽ đó mà hắn chỉ bị đánh bại mà thôi, cộng thêm là chân thân thể nhận một chút tổn thương. Hắn nguyên bản cũng không có chạy xa, mà lần ở bên ngoài để chờ đợi thời cơ. Hắn có thể khẳng định đồ vật lần này tuyệt đối là bảo bối, hơn nữa còn là trọng bảo trong bảo bối. Hắn làm sao có thể cam tâm bỏ lỡ được bảo vật ở cấp bậc này. Ngay thời thời điểm hắn đang vò đầu bứt tai để nghĩ biện pháp, thì hắn đột nhiên thấy một đạo thân ảnh với tốc độ rất nhanh so với hắn còn muốn nhanh hơn. Hắn chính là đang nghi hoặc về người này là ai, thì lại thấy người này đứng lại lấy tay bắt loa hô to. Người này chính là Hạ Thiên, hạ thiên sau khi hô xong với bọn người mao sơn lão tổ thì lập tức bỏ chạy thục mạng các thủ địa cấp đại viên mãn của mỹ vừa nghe đến nội dung mà hạ thiên hô lên mắt hắn lập tức sáng lên không chút do dự trực tiếp đuổi theo hả trong lúc chạy trốn hạ thiên đột nhiên cảm giác có người đuổi theo sau lưng người tới thực lực rất mạnh bất quá không phải bọn mao sơn lão tổ bọn hắn không có khả năng đuổi theo kịp ta được được rồi bất kể là ai cứ rời khỏi nơi này trước rồi nói hạ thiên cũng không có dự định ở đây khai chiến với người ta để đưa lưng cho người khác đánh ở đây khai chiến thì bọn mao sơn không bao lâu có thể đuổi tới tốc độ quán rất nhanh mới bắt đầu là hắn còn dự định đi gặp đám người tử văn nhưng hiện tại chỉ sợ là không được hắn không muốn mang thêm phiền phức cho bọn tử văn ra khỏi phụ động hạ thiên tiếp tục bỏ chạy từ trước đến nay thì chạy trốn luôn là một thế mạnh trong lúc vô hình của hạ thiên bọn mao sơn lão tổ có đi ra thì cũng không có khả năng quay về cho nên hắn chạy về cái hướng đến lần trước để có thể tránh gặp bọn mao sơn lão tổ tốc độ lại có thể nhanh đến như vậy cao thủ địa cấp đại viên mãn của mỹ vô cùng kinh ngạc kỳ thực hà thiên đây là chưa có mở ra tốc độ cao nhất nếu không lấy cực tốc quán bây giờ thì chỉ trong vòng một giờ liền có thể bỏ rơi cao thủ địa cấp đại viên mãn vừa rồi thời điểm chạy trốn thì Hà thiên đã thấy đối phương đối phương chính là cao thủ địa cấp của mỹ trải qua trận chiến với mao sơn lão tổ và thân vương triều tiên trên thân hắn đã có tổn thương là cộng thêm là hắn đuổi theo thời gian dài như vậy tổn thương càng thêm nghiêm trọng bất quá hắn bây giờ đối phó với mấy tên địa cấp hậu kỳ là không có vấn đề rốt cuộc sau khi chạy trốn khoảng hai giờ thì hạ thiên dừng bước tiểu tử ngươi rốt cuộc không trốn nữa sao? cao thủ của mỹ quốc hiện tại trạng thái cũng không tốt lắm nhưng hắn vẫn có tự tin xử lý hạ thiên mặc dù hạ thiên mang theo mặt nạ yêu vương nhưng nhìn qua về cơ thể và dốc dáng thì cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi mà thôi Ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, vết thương trên người chỉ sợ đã nghiêm trọng hơn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hử, ta vậy mà bị ngươi coi như vũ khí mà sử dụng. Để cho ta chiến đấu với bọn người Mao Sơn Lão Tổ, còn ngươi thì vào lấy bảo tàng ra. Cao thủ của Mỹ Quốc hử lạnh. Đó là do các ngươi đần độn, Hạ Thiên nói. Đem đồ vật giao ra, ta có thể giao tha cho ngươi một mạng. Cao thủ Mỹ Quốc cũng không có thực sự là có dự định bỏ qua cho Hạ Thiên. Hắn muốn trước để cho Hạ Thiên giao ra đồ vật rồi sau đó mới đánh giết. Đối với loại người có can đảm dám coi hắn như là vũ khí để mà sử dụng như Hạ Thiên thì hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Người đem bảo bối trên người đều giao ra, ta cũng có thể tha cho người một mạng. Hạ Thiên đáp lại, muốn chết. Cao thủ Mỹ Quốc thế nhưng là địa cấp đại viên mãn, là trên tầng cao nhất của đỉnh chóp kim tự tháp. Hắn làm sao có thể tha thứ cho người khác nói chuyện với hắn như vậy? hơn nữa còn là một tên mao đầu tiểu tử lông còn chưa có mọc dài vừa vặn ta mới đột phá địa cấp liền lấy người tới để thử tay tay trái hạ thiên vừa nhấc lên hai ngón tay trực tiếp điểm tới thông qua lực lượng thông thiên trợ giúp thực lực quán đã đột phá lên địa cấp mà nội lực quán lại càng phát sinh kịch biến không giống người thường hiện tại trong thể nội quán đã không có nội lực mà là một loại năng lượng khác loại năng lượng này nó vô cùng huyền diệu chính là nơi hạt trâu ở trong đan điển của hạ thiên Tiểu tử, dám đắc tội với ta, để xem ta đánh cả ba cái chân của ngươi đều gãy như thế nào. Cao thử Mỹ Quốc vừa nói xong vọt thẳng về phía Hạ Thiên rồi quét lớn. Trước, ta đánh gãy rằng người đã. Cái đậu xanh rau muống, rõ ràng là hướng vào chân, lại đánh mồm. Thân thể của Hạ Thiên lóe lên muốn né tránh cú đấm của cao thủ Mỹ Quốc. ầm uhm. Cái mặt của Hạ Thiên bị nện mặt thẳng một kích, thân thể quán bị cuốn bay ra ngoài. Mẹ kiếp, lại dám đánh vào dung nhan soái khí của ta. Hạ Thiên phun ra một ngụm nước miếng mang theo cả máu phốc, một cái răng quán cũng bị phun ra thực sự là bị đối phương đánh rớt một cái răng đáng ghét vừa rồi một chiêu kia vậy mà tránh không khỏi hà thiên liền nhấc cơ thể của mình lên vừa rồi thực sự hắn cho rằng là hai ngón tay của mình có thể điểm trúng đối phương thế nhưng lại xuất hiện sai lầm cũng không phải là sai lầm mà vừa rồi thân thể đối phương phát sinh biến hóa vì rượu quy tích hành động bị thay đổi vì thế mà công kích quả thiên đánh không trúng. mà hắn né tránh cũng né tránh không được. Đây là năng lực của cao thủ địa cấp đại viên mãn sau. Hạ Thiên quả thực bị cú đánh này của đối phương làm cho trở tay không kịp. Hắn nguyên bản cho là mình đối phó với một cao thủ, bị trọng thương là không thành vấn đề, nhưng mới giao thủ một hiệp đã cảm thấy bất lợi. Không tệ lắm, vậy mà lại không có chuyện gì. Cao thủ Mỹ Quốc cũng phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn cho rằng cú đấm vừa rồi của mình đủ để Hạ Thiên mất sức chiến đấu, thế nhưng Hạ Thiên cũng chỉ rớt một cái răng mà thôi. Đáng ghét, nhất định phải hiểu rõ xem cuối cùng đó là dạng năng lực gì, nếu không thì ta sẽ không thắng được. Hạ Thiên cảm thấy đây cũng là một cơ hội ngàn năm một thỏ. Thông thiên động oai động này, hắn khẳng định sẽ phải đối đầu với vệ quảng, vì lẽ đó trước tiên phải hiểu rõ xem tất cả năng lực của cao thủ địa cấp đại viên mãn là gì. Hiện tại cao thủ Mỹ quốc này vừa vặn chẳng khác nào là bao cát để chón luyện chiêu. Trên thân đối phương có tổn thương, đại khái chỉ có thể phát huy ra được một nửa thực lực. Vì lẽ đó đây đối với Hạ Thiên mà nói là một cơ hội rất lớn. Đối phó với cao thủ địa cấp đại viên mãn đối với Hạ Thiên là không hề có nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra thực lực của ta cho dù là tăng lên không ít, nếu như là trước đó mà đối đầu với cao thủ địa cấp đại viên mãn chỉ sợ một chiêu cũng chống đỡ không được, hiện tại chỉ gãy có một cái răng. Hạ Thiên mỉm cười, đối với thực lực hiện giờ của mình là phi thường hài lòng, hắn dự định là thử lực lượng thông thiên mới tiếp nhận này một chút. Lần này thì ta nhất định giết ngươi cao thủ mỹ quốc lần nữa hướng hạ thiên đánh tới tới đi hạ khiên tụ khí đan điển hạt châu nhỏ bắt đầu nhanh chóng xoay tít sau đó một cỗ lực lượng tinh thuần tiến vào trong tay trái linh tề nhất chỉ hai ngón tay trong nháy mắt điểm ra oanh một tiếng trong chớp mắt hạ thiên xuất hiện trước mặt đối phương làm cho cao thủ mỹ quốc sắc mặt biến đổi hắn muốn tách ra nhưng ngón tay của hạ thiên vậy mà đã biến đổi quỹ đạo âm một tiếng cao thủ mỹ quốc trực tiếp bị chọc bay ra ngoài một kích vọn vẹn chỉ là một kích mà thôi hà thiên liền đem một cao thủ địa cấp đại viên mãn đánh bay ta dựa vào hà thiên mặt mũi không thể tưởng tượng nổi nhìn tay trái của mình hắn vậy mà có thể nhẹ nhàng đánh bay một tên cao thủ địa cấp đại viên mãn việc này nghe vào tai thực sự làm cho người ta là bất khả tư nghị ngay cả chính bản thân hắn cũng không có thể tin được hiện tại đang mang mặt nạ yêu vương thực lực lại được tăng thêm vừa rồi hắn điều động lực lượng thông thiên cho nên mới tạo thành công kích với thế lớn như vậy Lực lượng thông thiên vậy mà khủng bố như vậy sao? Hạ Thiên không nghĩ tới là lực lượng thông thiên của mình lại lợi hại như vậy. Hắn vỏn vẹn chỉ là điều dụng một chút lực lượng mà thôi. Liền đam cao thủ địa cấp đại viên mãn đánh bay. Loại lực lượng này quả thực là quá khoa trương. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng cao thủ địa cấp đại viên mãn phun ra. Cái gì? Trên mặt hắn viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Mặc dù hắn đang không ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng Hạ Thiên vừa rồi thực sự để hắn cảm nhận được cảm giác của nguy cơ tử vong. Hắn không nghĩ tới là một bao đầu tiểu tử chỉ hơn 20 tuổi là có được thực lực cường đại đến như vậy. Người tên là gì? Cao thủ địa cấp của Mỹ kia nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Yêu vương. Hạ Thiên hiện tại lấy thân phận của yêu vương để mà xuất hiện, vì lẽ đó hắn không có thừa nhận thân phận chân thực của mình. Yêu vương, ta đã nhớ kỹ tên người rồi. Chờ thương thế của ta lành lại sẽ tới tìm ngươi. Cao thủ địa cấp của Mỹ quay người chạy trốn, hắn vậy mà bỏ chạy, bị một tên tiểu tử 20 tuổi đánh cho phải co cẳng chạy. Chuyện này mà truyền ra chỉ sợ sẽ làm cho người ta phải ngoác mồm kinh ngạc. Hạ Thiên cũng không có đuổi theo. Sau khi tên cao thủ Mỹ Quốc kia trốn xong, đầu gối của Hạ Thiên trực tiếp quỷ trên mặt đất sau lưng ướt đẫm mồ hôi, phúc Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Lực lượng thật là quá bá đạo. Hạ Thiên cũng là lần đầu tiên sử dụng đến lực lượng thông thiên. Hắn không nghĩ tới là lực lượng lại có thể bá đạo như thế. Chỉ một chút đơn giản đã đánh bay cao thủ địa cấp đại viên mãn mà đồng dạng thì hạ thiên cũng bị lực lượng thông thiên phản vệ sam giả hiện tại ta còn không cách nào khống chế tốt cỗ lực lượng này hạ thiên bật đặc dĩ lắc đầu Phở dĩ vừa rồi hắn không có đuổi theo cao thủ đại viên mãn của mỹ cũng là bởi vì hắn bị lực lượng thông thiên phản vệ mặc dù tiếp nhận phản vệ rất thống khổ nhưng đây cũng là một lần giao thủ chân chính đối với cao thủ địa cấp đại viên mãn một trận chiến này đã đặt vững dũng khí cho hắn để về sau có thể đối phó với cao thủ dạng này. Địa cấp đại viên mãn trong mắt của tất cả mọi người đều là cao không thể chạm và là đối tượng không thể chiến thắng. Coi như là Hạ Thiên, ở trước trận chiến đó cũng không có bất kỳ lòng tin hay phấn khích gì. Lúc trước hắn đã từng chiến đấu với lôi phong, một chiêu người ta cũng không tiếp nổi, mà hắn còn phải thiêu đốt 5 năm tuổi thọ mới có thể chạy trốn dưới tay của lôi phong được. Nếu không thì lần đó Hạ Thiên đã chết. Một chiều đánh bại địa cấp đại viên mãn xong. Đây đúng là truyền thuyết 5 phút sau thì cảm giác khó chịu trong cơ thể Thiên đã toàn bộ biến mất oh, Hắn thở ra một hơi thật dài Hiện tại đã qua mất Thời gian tập hợp với bọn người tử vong Hắn cũng không tìm thấy Bọn tử văn vì lẽ đó là dự định Tiếp tục một mình đơn độc tiến lên Lần này hành trình Thông thiên đồng ngoại động thực sự là tới Không hề uổng phí Hiện tại mới vào đã thu được lực lượng thông thiên Hắn lại càng chờ mong thêm đối với những thu hoạch Sau này Xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm lối vào đến tầng thứ hai. Nếu không có một mực ở chỗ này thì không biết phải chờ tới khi nào. Chỉ đáng tiếc là thông thiên tàn quyển của ta đã mất mất rồi. Hà Thiên hiện tại đang rất buồn giàu. Nghe nói thông thiên tàn quyển là dạng như kiểu văn bằng để có thể tiến vào à, nội động của thông thiên động ngoại động. Hiện tại không có thông thiên tàn quyển, hắn không biết mình phải làm gì để tiến vào trong nội động đây. Bọn người tử văn sau khi ở trong điểm hẹn chờ đợi một giờ liền nói Chúng ta đi thôi Nếu không thì chờ thêm chút đi Con chuột nói Không thể chờ Hắn đã nói rất rõ ràng Một giờ hắn còn chưa ra Chính là có việc chậm trễ rồi Vậy thì chúng ta coi như không gặp Mà bọn Nào Sơn Lão Tổ cũng sắp đi về phương này Nếu như để bọn hắn biết Chúng ta bên ngoài Truyền tin để cho người khác tới Vậy thì chúng ta coi như hỏng bét Tử văn nói Vậy tốt Con chuột tiếc hận nói Đúng rồi Đều nhớ kỹ cho ta Tất phù vô tội Hoài ngọc kỳ tội mấy món ngụy linh khí kia đều giấu đi nếu không đến thời khắc nguy cơ sinh tử thì đừng có dùng hiểu chưa tử văn nói ân mấy người đồng thời khẽ gật đầu kỳ thực đối với mấy người chúng ta lấy được những bảo vật hiện tại đã vượt qua dự tính rồi Chân thân mỗi người đều có ba kiện luyện ngụy linh khí cả vũ khí và trang bị nhiều bảo bối như vậy bình thường ta có nằm mộng cũng không dám mơ nếu như muốn nghĩ về an toàn thì chúng ta bây giờ rời đi chính là hành vi sáng suốt nhất nhưng ta biết là các người khẳng định đều không can tâm Tử văn nhìn qua đám người một chút rồi nói Có thể tiếp tục hướng vào bên trong Nhưng mà các người nhất định phải đáp ứng ta Đó là lần này chúng ta đi vào không vì tranh cướp bảo vật Mà chỉ vì mở mang kiến thức Nếu như tham lam sẽ để cho cả đoàn đội đều mất mạng Tốt, ta đồng ý Con chuột là người đầu tiên giơ tay tán thành Ân, à, những người khác cũng khẽ gật đầu Bọn họ đều biết là lời của tử văn nói rất đúng Bọn hắn hiện tại đã đạt được những bảo vật vượt qua tưởng tượng Hiện tại thực sự là Số bảo vật này bọn họ bảo vệ còn không nổi, nếu như tiếp tục còn tham lam nữa thì có thể tống tiễn ngay cả tính mạng. Mà cái để bản thân dựa vào chính là tính mệnh, mệnh mất rồi thì bảo vật để làm gì? Lúc này Hạ Thiên khá là nhàn nhã tự đắc, chân đạp mạn vân tiên bộ, tay cầm cái hồ lô, nhìn qua không khác gì là tiên nhân hạ phàm, lại khối mặt với hợp với khuôn mặt yêu dị của hắn, người người tới lui đều cho rằng hắn là một tên yêu tiên. Đây mới thực sự là khoái ý giang hồ, Hạ Thiên lúc này vô cùng hưng phấn, đối với hắn mà nói hiện tại thực sự phi thường hưởng thụ, sưu một tiếng. Đang uống rượu tiến lên thì Hạ Thiên đột nhiên có ám khí đánh tới, sau đó hắn dừng lại cước bộ của mình. Nơi này không cho phép thông qua, hơn mười người đứng chắn trước mặt của Hạ Thiên mà chung quanh chỗ đó còn có rất nhiều người nữa. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên thập phần tùy ý hỏi. Hử, chỉ bằng mà chúng ta là người của huyết đao môn. Một tên cao thủ huyết đao môn đi tới phía trước mà nói. Huyết đao môn, khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên, hắn nhớ rõ môn phái này, ban đầu thời điểm ở Đại Mạc hắn đã đụng phải cao thủ huyết đao môn rồi. Không sai, huyết đao môn ở đây làm việc, muốn thông qua thì từ lối đi bên cạnh mà đi qua, nếu không, hử. Tên cao thủ huyết đao môn hử lạnh một tiếng mà nói, ở đây có tập trung là phải 300 đệ tử huyết đao môn, mỗi người đều là cao thủ cả. Mặc dù ở đây cũng có rất nhiều người tới mà không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám xông lên phía trước nhìn thấy dáng vẻ bọn họ khẩn trương như vậy thì biết nơi này nhất định là có bảo bối gì đó xuất hiện vậy nếu như ta cứ nhất định phải đi từ đây thì sao sắc mặt của Hạ Thiên lạnh lẽo mở miệng xung quanh đã có không ít người xem náo nhiệt rồi bọn hắn sợ dĩ không có rời đi chính là hy vọng có thể đục nước béo cò chỉ bất quá không ai dám xúc động làm con chim đầu đàn hiện tại bọn hắn thấy Hạ Thiên lại dám đứng ra thì cả đám đều sấn tới các người chơi cái trò gì đều lui lại cho ta nếu không đừng chắc chúng ta không khách khí tên cao thủ huyết đào môn kia lại lạnh lùng mở miệng bên cạnh bọn họ cũng có mấy cỗ thi thể hiển nhiên là trước đó có người muốn nhìn xem là bảo vật gì kết quả bị huyết đào môn chém chết một tên địa cấp hậu kỳ năm tên địa cấp trung kỳ 12 tên sơ kỳ còn lại tất cả đều là huyền cấp hậu kỳ trở lên hà thiên chậm rãi mở miệng không sai đủ cho ta giết một hồi người muốn chết tên cao thủ địa cấp trung kỳ của huyết đào môn nghe được lời nói của hạ thiên sắc mặt biến thành lạnh lẽo. vừa vặn ta mới đột phá lên địa cấp mang những người này để thử thực lực một chút thì cũng không tệ. Hạ Thiên trước đó khi mà đối chiến với cao thủ địa cấp đại viên mãn của Mỹ thì đại bộ phận bản sự đều không dùng ra được tại vì phân tích của đối phương quá cao. nhưng bây giờ thì khác. siêu một tiếng, một đạo đao khí bắn về phía Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh. tên cao thủ địa cấp trung kỳ kia xuất thủ, thân thể hắn cùng lúc biến mất tại chỗ. mắt thấy đao khí đã tới trước mặt Hạ Thiên. Thế mà Hạ Thiên không hề né tránh. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc, đau khí, dáng sát thân thể Hạ Thiên mà lướt qua. Chám trượt ư. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên từ đầu đến giờ vẫn luôn là bộ dáng bất động. Thế nhưng đau khí kia lại cứ như vậy mà sượt qua. Đi chết đi. Đúng lúc này thì tên cao thủ địa cấp trung kỳ của huyết đào môn cũng đã giết tới trước mặt Hạ Thiên. Một đao bổ ra lôi lệ phong hành, tốc độ nhanh đến mức khó tin chỉ là trong nháy mắt huyết quang lóe lên một đao của đối phương đã chém tới trước mặt quá chậm hà thiên cảm giác được hết thảy mọi thứ diễn ra trước mắt mình đều trở nên thật chậm chạp một đao kia của đối phương trong mắt hắn so với tốc độ của một con kiến cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu ầm uhm. ngay tại thời điểm một đao kia sắp chém tới hà thiên thì tay phải của hà thiên trực tiếp một quyền đấm thẳng vào huyệt thái dương của tên cao thủ huyết đao môn oanh một tiếng thân thể của tên kia bắn mạnh vào trên thạch bích rồi trượt xuống không đứng lên nổi miễu sát vòn vẹn chỉ là một kích hơn nữa còn là một kích hết sức bình thường chứ không phải tuyệt chiêu gì hà thiên liền đã miễu sát một tên cao thủ địa cấp trung kỳ ồ hà thiên quái gì nhìn nắm đấm của mình hắn phát hiện mình vừa rồi vậy mà sử dụng nội lực ngoại phóng trước đây nội lực ngoại phóng quán chỉ có mỗi linh tế nhất chỉ và thiên kích thuật mà vừa rồi hắn chỉ tùy tiện đấm ra một quyền móc phải vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này cái gì đám người chung quanh tất cả đều há hốc mộm ra vừa rồi tên địa cấp Trung kỷ của huyết đào môn kia thế nhưng là phi thường lợi hại. Có người muốn xông qua đã bị hắn một đào bổ chết. Thế nhưng hắn bây giờ lại bị một quyền hời hợt của người khác đánh chết tươi. Ngay cả những đệ tử huyết đào môn ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Báo thủ cho sư thúc. Mười mấy tên đệ tử huyết đào môn xông về phía Hạ Thiên. Hiếu quyền của Hạ Thiên tùy tiện vung lên. Oanh! Nội lực ngoại phóng. Một cái nắm đấm to như cái sọt vọt thẳng ra ngoài. Hung hoang đánh vào mấy người xông lên trước nhất sau đó hai tay quán dùng sức chộp vào không khí, Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa lực hút. khi mà Hạ Thiên sử dụng ra chiêu này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được không khí chung quanh mình đều phát sinh biến hóa. mười mấy tên cao thủ huyết đao môn ở phía trước phảng phất biến khóa chặt, không có bất kỳ người nào chạy thoát. lên. Hạ Thiên quét lớn một tiếng, sau đó thân thể hơn mười người kia trực tiếp đập vào vách đá. ầm, huyết nhục văng tung té. a, à, nguyên lai like là vậy lần này thì hạ thiên rốt cuộc hiểu rõ là sau khi đột phá tới địa cấp hắn đã triệt để biến thành một con yêu quái rồi sử dụng nội lực ngoại phóng đã không quản tiêu hao nội lực tiền tay vung lên chính là nội lực ngoại phóng đồng thời tất cả chiêu thức quán đều được tăng cường ngay cả bất kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa cũng tăng mạnh phạm vi lớn hơn chỉ bất quá là đệ nhị trọng áo nghĩa này y nguyên vẫn cần thời gian nhưng bây giờ là hai giây chỉ cần trong hai giây mà đối thủ không rời khỏi phạm vi công kích là được lực hút lập tức có thể phát huy ra tác dụng ngay đeo lên mặt nạ yêu vương lại thêm thực lực của ta đột phá địa cấp hiện tại chỉ sợ là địa cấp đại viên mãn chân chính trở xuống thì ta đã không còn có đối thủ nữa mà lần này coi như có đụng phải địa cấp đại viên mãn thì cũng không phải là kẻ không có lực hoàn thủ hạ thiên lần này mới xem như chân chính hiểu rõ thực lực của mình hắn không nghĩ tới cơ thể mình lại phát sinh biến hóa ghê gớm như vậy hắn hiện tại quả thực có thể được coi là một con yêu quái hình người một con yêu quái sống sờ sờ, một chiêu miễu sát mười mấy tên đệ tử huyết đau môn. Đồng tinh lớn như vậy đã đưa tới những người khác của huyết đau môn chú ý. Tên cao thủ địa cấp hậu kỳ nhìn thấy những đệ tử huyết đau môn chết đi, lập tức là rút cây huyết đau của mình ra. Các đệ tử nghe lệnh, tên địa cấp hậu kỳ kia quát lớn một tiếng, những đệ tử của huyết đau môn đều chỉnh tề đứng đó. Chỉ có huyết đau môn chúng ta khi dễ người khác mà thôi, vô luận là ai cũng không thể khi dễ người của huyết đau môn, lần này mang à, lão tổ mang chúng ta tới đây là để cho các thế lực khác mở mang kiến thức một chút về thực lực của huyết đạo môn chúng ta hiện tại có người dám giết người của huyết đạo môn các người nói nên làm gì tên địa cấp cao thủ hậu kỳ kia liền giơ tay quát lớn giết đám đệ tử huyết đạo môn đồng thanh hô to tốt vô luận địch nhân là ai cho dù chỉ còn là một người cuối cùng thì chúng ta cũng phải giết tên địa cấp hậu kỳ của huyết đạo môn nói xong thì cũng vọt thẳng tới phía sau hắn chính là những tên địa cấp hậu kỳ khác. Khí thế thực sự không tệ. Hà Thiên thản nhiên nói, nếu như trước đó một mình hắn phải đối mặt với nhiều người như vậy, lại với tinh thần không sợ chết mà sông lên, thì cũng cảm thấy là phi thường khó giải quyết. Nhưng hiện tại thì rất khác bọt. Hiện tại thực lực quán đã phát sinh sự biến hóa về chất. Cùng lúc đó tay phải quán nắm chặt khí lưu châu, còn tay trái bày ra một tư thế cổ quái. Năm ngón tay tách thành ba cái vuốt rồng, cầm long thủ, cùng lúc đó thì hạ thiên đem cả bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa cũng đồng thời vận dụng cầm long thủ cộng với khí lưu châu và bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa ba loại năng lực tương giao đây chính là loại chiêu thức mà lần đầu tiên hạ thiên sử dụng khí lưu châu thì đem khí lưu chung quanh cải biến đem tất cả quy tích hành động của địa nhân trước mặt đều hướng về phía mình sau đó là bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng lực hút hoàn toàn khóa chặt khu vực trước mắt cùng lúc đó thì nội lực ngoại phóng cầm long thủ là trộp về không khí phía trước. Những tên đệ tử huyết đạo môn lao về phía hạ thiên cả đám đều đỏ mắt. Hiện tại bọn hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết người dám ra tay với huyết đạo môn trước mắt này, đi chết đi. Những cao thủ địa cấp trở lên đã giết tới trước mặt hạ thiên, nhưng người này còn đồng thời xuất thủ thành tòa thế lớn, cẩm lòng tất sát kỹ. Trong nháy mắt tay trái của hạ thiên chộp vào cùng một chỗ, oanh một tiếng, không khí phát ra tiếng nổ. A à, H Hạ Thiên hét lớn một tiếng sau đó tay trái của hắn chộp vào trong không khí. Công kích của những người kia hướng lên người Hạ Thiên đều bị trượt ra ngoài. Còn thân thể của những người này thì nháy mắt bị gom lại với nhau. Bọn hắn cảm giác giống như mà mình bị cuốn vào trong một cái vòi rồng vậy. Gần 300 cỗ thân thể cùng túm tụng vào với nhau rồi bị một cỗ khí lưu khóa chặt cùng một chỗ. Sau đó tay trái của Hạ Thiên dùng động tác quật ném qua vai mà vụt xuống 300 cao thủ huyết đao môn cứ như vậy mà bị nện trên mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố phải sâu đến 3 mét. 300 người này kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi thật dài, sau đó rút ra một cái hồ lô rượu trực tiếp nốc hết. Yên tĩnh. Lúc này mọi người hiện trường thập phần yên tĩnh. Đám người xem náo nhiệt chung quanh đang chuẩn bị đục nước béo cò, thì từng người đều đứng yên đó không dám động. Vừa rồi bọn họ thấy được một cảnh tượng là bọn họ hết sức có tin. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới là đám đệ tử huyết đau môn vừa rồi còn bá đạo một phương, hiện tại đã biến thành cái dạng này. Lão tổ nhất định, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên cao thủ địa cấp hậu kỳ kia chật vật nói. Ta chờ. Hà Thiên trực tiếp đi thẳng lên phía trước. Hắn đến vị trí vừa rồi của đám đệ tử huyết đau môn, lúc này mới thấy ở đây có hai đầu ma thú khát máu. Vừa rồi những đệ tử huyết đau môn này hiển nhiên là muốn vây công ma thú khát máu để đánh chết sau đó đoạt đi bảo vật. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hai đầu ma thú khát máu kia sau đó trực tiếp xuất thủ, tốc độ quán nhanh đến mức khó tin mà năng lực quan sát so với trước kia còn càng thêm đáng sợ. Trước đó thì đám ma thú khát máu này có lẽ còn có thể đánh lén hắn, nhưng lúc này cả hai đầu ma thú khát máu đồng thời công kích về phía hắn thì thật chậm. Thân thể của Hạ Thiên lóe lên, trực tiếp tránh khỏi công kích của ma thú, sau đó hai tay nhấn mạnh về phía trước. Hai đầu ma thú khát máu kia trực tiếp hắn đè xuống đất, một lần nữa miễu sát Đám người chung quanh lúc này không biết phải nói cái gì. Vừa rồi nhiều người của huyết đau môn như vậy đối phó với ma thú khát máu, còn về phí lực chín châu hai hổ. Thế nhưng Hạ Thiên lập tức đi lên miễu sát cả hai đầu ma thú này. Sau khi Hạ Thiên đi lên, nhặt lên một kiện linh khí. Đây cũng là một kiện linh khí theo dạng vòng tay. Đối với Hạ Thiên mà nói thì cũng không có ích lợi gì lắm. Thế lán trực tiếp thu vào tiểu đỉnh. Mạnh được yếu thua là chân lý không đổi, vĩnh hằng bất biến của thế giới nếu như vừa rồi mà ta yếu thì đã bị bọn chúng giết chết rồi hạ thiên cũng không để ý tới đám đệ tử huyết đào môn bị thương hắn biết là đây sẽ có người xử lý bọn chúng sau khi thực lực mà đột phá lên địa cấp thì hạ thiên phát hiện mình trong lúc phất tay đều có thể phóng ra nội lực ngoại phóng mà tiêu hao đối với bản thân hắn lại phi thường nhỏ sau khi đạt được lực lượng thông thiên hắn phát hiện là mọi thứ ở trong mắt mình hình như tốc độ đều chậm đi giống như cao thủ địa cấp đại viên mãn của mỹ lúc trước đối phương xuất thủ hắn cũng có thể trông thấy rõ chỉ bất quá lúc đó là hắn không phòng ngự được mà thôi thật không biết là lối vào tầng hai đến cùng nằm ở đâu hạ thiên cầm hồ lô rượu lại tiếp tục uống sau đó chân đạp mạn phân tiền bộ biến mất trong tầm mắt của những người kia cao thủ đây mới thực sự là cao thủ đám người chung quanh vẻ mặt kính nể nhìn hạ thiên bọn hắn hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức cao thủ là cái gì bất quá sau khi hạ thiên rời đi thì bọn hắn lại đem ánh mắt đặt trên người đám cao thủ huyết đao môn Hiện tại những người này từ chết đến tổn thương. Vì vậy mà vũ khí, bí tịch, bảo vật trên người bọn hắn coi như thuộc về đám người chung quanh. Đoạt, không biết là ai quát to một tiếng sau đó hết thảy mọi người đầu sông về phía người của huyết đau môn. Vừa rồi huyết đau môn vẫn là bộ dáng vô cùng phách lối, không ai bị nổi. Nhưng bây giờ, ngoại trừ mấy cao thủ địa cấp còn miễn cưỡng có thể đứng lên, thì những người khác đều đã chở con cừu non, đợi chờ làm thịt. Hạ à, Thiên dùng sự thực nói cho bọn hắn, đó là làm người không thể quá phách lối, không ai có thể cam đoan cả người. À cả đời mình sẽ thuận buồm xuôi gió cả. Vừa rồi bọn hắn dám khi dễ đám người này, hiện tại thì đám người này sẽ khi dễ ngược lại. Giết, huyết đào môn chúng ta không có nạo trùng. Những người có thể đứng dậy của huyết đào môn bắt đầu nhào nhào phản kích. Đám người không đựng dậy nổi thì dùng tay bắt địch nhân, dùng răng cắn đối thủ. Người của huyết đào môn xác thực đều là ngạnh hán, nhưng phong cách hoành sự của bọn hắn quá mức bá đạo và ác độc như vậy sẽ tự tạo cho mình rất nhiều địch nhân coi như bọn hắn không đụng phải hạ thiên thì đồng thời cũng sẽ đụng phải cường địch khác đám người chung quanh kia là không hề khách khí bọn hắn hướng về những người có thực lực cao mà còn đứng được để mà tấn công cao thủ địa cấp hậu kỳ kia đã gãy hơn chục cây xương vừa rồi là bị cú quật của hạ thiên làm cho thương tổn hiện tại thực lực của hắn còn ở đây là mạnh nhất bà bố trên người hắn cũng là nhiều nhất vì lẽ đó mà người phóng tới hắn cũng là một nhóm lợi hại nhất. Tất cả mọi người đều muốn giết hắn, sau đó cướp đoạt bảo vật. Một trận chiến này, 300 đệ tử huyết đào môn đã toàn bộ tử vong. ai nơi này, thực sự là quá rộng lớn đi. Cứ đi tiếp như vậy thì không biết lúc nào mới có thể tìm được lối vào tầng 2. Nhất định phải nghĩ được một cái biện pháp. Hạ Thiên đã dù đãng như thế này được 2 ngày rồi. Linh khí lấy thêm được hai kiện. ngụy linh khí thì hơn hai chục Đây chính là thu hoạch được rồi nhưng vẫn chưa tìm ra lối vào tầng hai ở trước mặt có không ít người thư nhìn một chút coi có thể hỏi ra cái gì không Hạ Thiên thấy ở phía trước có một đội ngũ hơn trăm người thực lực không tệ nhìn giống như là một cái tông môn vậy bước chân hắn liền lóe lên đi tới phía trước những người này những người này đột nhiên nhìn thấy phía trước có người cản đường đều có chút mơ hồ về mặt quái dị nhìn Hạ Thiên quay các người có biết lối vào tầng hai ở đâu không Hạ Thiên nhìn về phía gã cầm đầu mà hỏi người là ai Người cầm đầu hiển nhiên là môn chủ của cái tông môn này. Yêu vương, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặt nạ yêu vương coi như là không phát động thì đeo một ngày cũng sẽ giảm một năm tuổi thọ. Hiện tại tuổi thọ của Hạ Thiên đã bớt đi 16 năm. Hắn sở dĩ một mực mang theo mặt nạ yêu vương có hai nguyên nhân. Một là bởi vì để che giấu tung tích, định nhân quán thực sự quá nhiều. Hắn không chừng lúc nào đó sẽ bị người ta để mắt tới. Hai là vì nơi này khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Mang theo mặt nạ yêu vương, hắn có thể tránh thoát được những nguy cơ mà lúc nào cũng có thể xuất hiện kia. Ta quản ngươi là yêu vương hay là cái gì, nhanh tránh ra. Lúc này có một nam tử trẻ tuổi bên cạnh môn chủ khó chịu mở miệng. Dù sao mà cái loại giống như Hạ Thiên trực tiếp ngăn đường người khác để hỏi chuyện là một sự tình thập phần không lễ phép. Tiêu hai tử không hiểu chuyện, mong chớ trách. Lúc này môn chủ của môn phái vội vàng mở miệng, thái độ phi thường tốt. Cha, ngươi vì cái gì mà khách khí vắn như vậy? Có người nào hỏi người ta như hắn hay không? mất lịch sự. Tên thiếu môn chủ kia khi thường khó chịu mà nói. Tốt rồi, lão nhị dẫn hắn ra phía sau. Môn chủ lúc này quay lại lạnh lùng nói, không, ta không ra phía sau. Cha, người sao phải sợ hắn chứ? Tên thiếu môn chủ kia đúng là phi thường không phục. Ok, nó có không phục hay không thì chúng ta cũng sẽ à, chờ đến phần sau. Còn bây giờ thì mình xin phép là tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye.